tàu hủ, đường thốt nốt, bánh đỏ. Bà con bán hàng rong cũng nhiều nữa nè. Đây chùa Phật lớn nước cấm. Bên đây nhìn vào ảnh đẹp quá. Cầm giùm chú ơi, giác. Xa rất là đẹp luôn nha. Hồi nãy mình đứng ở bên dưới bên đó mình cũng quay qua đây, cái nhà giờ mình đi qua đây mình quay ngược lại nè, rất là đẹp luôn, cảnh rất là giống ở Đà Lạt của mình đó, thành phố ngàn hoa. Rồi đây cái hồ, cái nhà thủy tạ. Đây là chỗ cái đỉnh Bùa Hồng hồi nãy mình có lên chảnh đó cả nhà. Cao chút gió có cái tháp. Cảnh rất là đẹp. Cảnh này rất là thơ mộng. Có những cái thông nó vươn lên giống như y gan cảnh Đà Lạt luôn đó nha. Cái thông cây dương nhìn y gan